Nhưng mà chất đẹp mà. Em chỉ canh khung thôi, rồi em bấm rồi à. Sao gì vậy? Ôi. Dính số rồi. Vậy là bộ sao đây đẹp không ai chụp hết cho vậy chị? Đó là đang đi xuống dưới, đang chạy xuống kìa chị. Ủa, coi kìa à. Sao không ai chụp hết trơn kìa? Sao mình chụp đi, chụp đại rồi đi lên, nó còn đang lên rồi bị dính số rồi sao? Mai rút kinh nghiệm không chạy xe này nữa, chạy ra chiếc quay GS kia. Từ từ nha chị. Rồi. Hạ dốc. Giờ hạ dốc. Số 2. Dạ số rồi, hạ dốc. Cho số 1. Ừ. Xe này nó quá hơi. Nó cố gắng vậy đó, nó mãi mãi đó. Hả? Đó. Từ từ. Để em đặt thắng. Rồi anh vô số một cái nữa đi. Số 2 rồi đó chị. Vô số 3 để cho nó đậm máy lại. Rồi. Rồi, nó đậm máy lại. Mỗi xe nó mỗi khác chứ nó đâu có giống xe mình. Dạ. Xe của mình cái máy nó mạnh đó, thì nó mấy xe này nó chạy thường xuyên á. Nó chạy thường xuyên. Nó yếu á, cái máy của nó yếu thì lại nó đây nó đường núi nó lên dốc. Trời ơi, bay xuống thôi. Đẹp quá chị ơi. Để em cầm cho. Rồi ok. Xuống xe phi đi chị. Cái nón bảo hiểm này bực mỏi quá, phải tháo ra tháo vô hoài. Dục nón. Thôi tặng đạo nón đi chị cho chắc ăn. Đợt đó hả, đi là cái đường này nó bít nè, đá nó sạc xuống đó. À bữa mà đi đó, qua tặng qua nó còn sạc chưa hết kìa. Đó. Đừng có xa, đứng xa không em ấy chị ơi. Sao anh không có đi sát xuống dưới nha. Đừng có đi sát quá. Nó sạc một phát mà lắm à. Ủa mình đang đi đâu vậy? Đẹp quá vậy. Không biết nữa. Bố ơi, mình đâu bố ơi, mình đi đâu thế? Mình đi đâu thế bố ơi? Kìa, cái vú nắm kìa. Chú là ai? Chú đi đây? Con không biết chú. Coi đâu rồi? Mình không gọn được tán. Chú làm hà bây giờ. Bị đặt không? Chú thằng chàng ra liền. Xung quay chú. Đâu có nhỏ. Chú qua đây. Chú qua đây à. Đúng. Đúng rồi trời.
tối có gì, tối đi ở đây có gì đứt kìa. Má, má đưa mặt cho tao tám, làm gì má đưa mặt cho tao hung vậy hả? Diễn sâu, không diễn sâu, diễn sâu lắm, diễn sâu, diễn sâu. Gì chụp chụp đá hả? Dạ. Cảnh núi nó bị đen à, ánh sáng đang đen không? Rồi rồi được được, không sao. Chụp lấy cây đâu cô đơn phải không? Ủa cô đơn chứ. Cây cô đơn. Sao mày không ngồi vậy vậy? Rồi ok. Sao mày không ngồi vậy vậy? Vâng, chưa chưa, em chưa chụp mà. Sao em nói okay? Tướng ok á, tướng ok phàn rồi ok. Rồi. Rồi. Thôi, không được không được, thêm cái đi. Mất hai cái đỉnh rồi, mất một cái đỉnh rồi. Rồi. Rồi nha. Thôi anh ơi, em sợ lên đa tảng đó đó, anh ngồi cái đá nó trẻ nó làm đôn. Rồi ok, được rồi. Rồi đi đi tiếp đi tiếp đi, chứ mà sáng chưa nói bán đâu rồi. Em thấy hai cái tấm kia được hơn đấy. Wow chị ơi, hai bên đường kìa chị ơi. Đi đây đẹp quá, đẹp chứ. Không biết nấu thì sao. Nói chung là cái này chụp hình cưới của bộ cũng đẹp lắm đó chị. Chạy nhanh là bay xuống rồi, quách núi liền. Bay xuống giật. Quất phát rồi chết liền. Rồi bắt đầu xuống rừng rồi đó. Rồi xuống tới dưới rồi. Xuống tới dưới rồi. Xuống dưới luôn hay gì vậy? Làm cái công trình này có bộ. Bà thiệt hả chị? Tối mà kêu em chạy đường này chắc em không dám chạy đâu chị. Hả? Tối kêu em chạy đường này mà chắc sao thấy đường đâu chạy chạy. Ừ, thiệt luôn. Cái này dân đảo này người ta quen rồi người ta mới chạy được chứ còn mình sao thấy đường đâu mình chạy. Thôi cho em đi bộ đi cho chắc ăn. À đi bộ chứ không không chạy xe. Wow. Ủa lưng nóng đâu mất tiêu rồi trời. Nguy hiểm.
cái bãi bắp. Đi mình vô đó luôn nè. À mấy anh chị cẩm mình. Đó. Để ấp bãi bắp kính chào quý khách. Ô hồi nãy mình lên mình nhìn thấy cái này mà chứ đâu phải cái cầu cảng kia đâu. Ồ vậy là lộn rồi. Hồi nãy mình lên là mình thấy cái này đúng rồi. Ừ. Đi đâu phải cái kia. Đây là ấp bãi bắc rồi quý vị ơi. Hồi nãy ở trên kia nhìn xuống là mình thấy cái này nè. Chứ đâu phải ghe ấy đâu. Kìa ra ngoài selfie đi mấy chị. Ra ngoài selfie nè, selfie với cầu cảng nè, đẹp. Tối đi mình selfie bên cầu cảng mình. Nhưng mà tối chưa chắc còn, có nghĩa là ánh sáng này kia có thể đủ không? Có đèn nhưng mà chụp chưa chắc được. Rồi ok. Alo. Đi qua bãi bắp rồi. Giờ con đảo bây giờ đó, cái này là tới cầu cảng bãi bắp nha. Bây giờ chúng mình đi trong con đảo nè. Ồ. Yeah. Ở đây. Ồ đang làm việc. Không có đi được. Trời ơi, quá trời à. Quá trời gác rồi chị ơi. Mình mà cứ vậy nó mai mốt là đảo này khó sống à. Kìa chị. Đường tránh xe 2 km. Chị ơi. Không biết diễn tả sao chẳng nhìn nó đã quá. Sao không xuống selfie? Ủa sao hai đầu đang lòn hoài vậy ta? Chúng chưa chụp kìa chị. Ủa quẹo lại đi, mình có đi kịp người ta không? Hay theo người ta đi. À bấm nút đỏ. Chụp được không? Đó. Lạnh ha chị. Có cảm giác lạnh ha. Trời ơi, mấy người kia chạy đâu chạy dữ vậy trời. Cái chỗ khách sạn mình ở là bãi nhà đúng không? Dạ, bãi nhà B. Còn này mình ra bãi cái gì? Bãi Bắc thôi hả? Bãi nhà A rồi bãi nhà B, bãi Bàn, bãi Bắc. Bãi Giếng rồi đó chị, lạnh gõ gàng luôn á. Sao lên đèo nữa trời. Không, tính ra con đường ở dưới nó ra đẹp hơn hả chị ha. Trời ơi trời, chạy đâu chạy từ từ đi chứ. À. Chút nữa hai chị em đi sao chất quốc luôn kìa. Có gan em thấy quẹo qua đây mà. Nó chạy đi chị ơi.
chạy từ từ mình cũng về tới nơi thôi. Ồ. Chạy hoài thấy vậy? Sao thấy chạy hoài mà mình mắc hút không vậy? Không, tại đường cong quá mình không thấy. À. Có hai người tẻ đường đi đường bên kia kìa mà không biết có quay trở lại không? Có tẻ đường nào không biết xuống rồi. Biết. Lưng đâu? Bên đi. Kia kìa. Rồi cầm giùm em, cầm giùm em, cầm giùm em. Còn hai người nữa. Đủ rồi. Ủa vậy nãy hai người kia tẻ đường đi đâu đi đường vậy? Còn hai người nữa. Có nghĩa là hai người quẹo, em thấy quẹo qua bên dẫn đường đi. Sao mà mình chưa được cắm cảnh đó, chạy vòng vòng đi trời. Đi đảo kia em sẽ đội mũ bảo hiểm ở trên đầu. Em đã trên đầu dưới em điều khiển ở dưới không ạ? Dạ. Tại cái tay của mình cho nó chống chứ ạ. Rồi rồi được rồi. Được rồi. Không có đến nỗi nào. Xe này nó hơi máy yếu. Nên chạy số 3 với số 2 đó nó cũng không có khác biệt nhau ấy, mà số 1 thì khác thiệt nhưng mà nó bị gì á. Chút nữa chị em mình có quẹo qua đó đổi xe chị. Rồi chị. Chắc đi ra bãi rồi, không có. Vậy.
Rồi, ok. Rồi, thanh kiểm kìa. Đường xuống bãi tắm bãi bàn. Dạ. Nói ra đây nè mà không biết nữa. Nên để dễ bạn. Ồ, cái xe. Đây là bãi tắm đó hả? Cảm giác của anh làm sao rồi anh? Sao một chuyến về rất là ý thú. Sẽ hẹn gặp lại chính thứ hai. Ồ. Cắt. Phải mà. Muốn đi mà. Thôi, vậy đó hả? Dạ. Ê Lân ơi. Rồi hai chồng ấy thì sao? Gọi nó một cái rồi kêu nó hẹn ở chỗ nào á, khoan đợi lên. Ừ ha. Đây đây. Khi mình biết cái điểm đi rồi mình ấy không bây giờ chạy theo hướng nhà tắm đi. Thôi đi đi. Rồi, chị cầm nè. Hồi nãy không mà sao, kêu. Mà sao hai vợ chồng tự nhiên chạy qua đó ta? Điện thoại, một cái gimbal. Bây giờ em cầm cái này. Mới mốt quá thì em để nó lên đầu luôn rồi. Tại vì mới đi núi vòng vòng cái này mà. Lần đầu nên sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Để đội lên nón bảo hiểm. Hồng Rái Homestyle. Nếu mà trường hợp nó ngập ngập của biển hết thì ở đây ít nhất là nó ngập cũng hết cái bằng
ở dưới ở dưới rồi, còn ở trên núi không mà. Chơi này phải cố lại. Rồi lại diệt vong, rồi lại phát triển. Bãi Bắc. Bây giờ đang tới đâu rồi? Bây giờ là chuẩn bị là về tới cái chỗ quán cà phê của mình rồi. Đang trên cầu nè. Ủa em gần không mà chạy xuống? Đẹp quá chị ơi. Gắn đợi nó đi. Gà đấy. Trời, nhà kìa chị ơi, cắt cái này.
thôi em lo chạy đây. Em sẽ không đó. Nhà lầu mà xây trên lầu bằng mặt đất. Nhà lầu xây trên lầu bằng mặt đất. Xây trên lầu bằng mặt đất. Mà xây chỗ này thấy nguy hiểm quá chưa? Chạy xe nó xuống ngay. Đâu có nguy hiểm đâu, ở đây là đá. Thấy mà không che không? Xây nhà lầu giờ vừa dắt núi. Rồi đưa em. Ok, thank you chị. Bình yên quá ha chị ha. Mà cuộc sống ở đây cực quá. Quanh năm với sóng nước. Du lịch mình ra tới đây là mình khai thác hải sản là ngon rồi. Tận cùng nữa. Là quốc sạch hết. Thơm quá chị ơi. Đói bụng mày. Đói bụng mà cơm mà nóng quá vậy. Hỏi cái đó lên rồi. Đồ luôn. Bà BBQ bà. Dạ mới biết bà. Không mà thật sự em ở ngoài này nó trông thôi. Nè. Ngon. Mai mốt mà chị dẫn đoàn đi ra ngoài này là thôi mấy cái chiếc xe này nè. Dạ. Đi nhé, chạy đi. Nó người ta biết đường, người ta hơi đi qua. BBQ. Rồi, ok.